Mấy giờ con làm gì có Facebook nữa đúng chơi được không? Mới chơi Facebook xem cái gì nữa nhỉ? Xin chào Rồi Thu đấy. Hiền. Vào phát có luôn đấy. Em xin chào tất cả các chị ạ. Các chị ơi, mấy hôm nay Facebook của em nó bị mất đấy, hôm nay em vừa lấy lại được ấy. Các chị vào chia sẻ bài hộ em, chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Xin chào chị Nguyễn Lâm ạ. Các chị chia sẻ bài hộ em nhé, hôm nay em làm một mã lên đặc biệt cực kỳ luôn. Hôm nọ là em đang bán 140k đấy, nhưng mà hôm nay là em vừa lấy được lại Facebook, em cực kỳ vui luôn nên em bán cho các chị lấy không khí nhé. Xin chào Nhật Linh, em xin chào tất cả mọi người. Các chị vào chia sẻ bài hộ em nè, chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm để mua hàng. 60k chia sẻ cho em còn 40k thôi các chị nhé. Các chị chịu khó mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Xin chào Hân Trương. Các chị đợi em ghim bài một chút nhé. Các chị vào chia sẻ bài hộ em ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em nhé. Xin chào Nguyễn Thị Thúy Hằng, xin chào Mùa Thu, em xin chào chị Ngân Nguyễn, em xin chào tất cả các chị. Các chị vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Hôm nay em có một mã lên rất là đặc biệt luôn. Một mã lên đặc biệt luôn, các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em để mua hàng với giá 40k. Em đảm bảo các chị là không có shopsy nào bán len váy và có len khoác như nhà em đâu nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Em còn một lô chân váy tí em làm với các chị tiếp. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em để em bắt đầu làm. Em xin chào tất cả mọi người. Xin chào Lành Đặng. Xin chào Lê Nguyên Nhi nhé. Hôm nay có rất nhiều len đẹp luôn, các chị vào ủng hộ em đi ạ. Vào ủng hộ em. Này con chia sẻ là các trang cá nhân và trang hội nhóm cho mẹ đi. Xin chào Lan Đỗ Thị nhá. Xin chào Nga Linh. Em xin chào tất cả mọi người. Các chị vào chia sẻ bài hộ em để em bắt đầu làm nhá. Xin chào Nguyễn Loan. Len nhà em là mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi. Chị xin chào Lành Đặng nhá. Có mỗi cái duy nhất thôi nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo với các chị là không có chiếc thứ hai đâu nhá. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Chất và độ mới thì em bao các chị. Cùng size của các chị thì các chị cứ tự tin chốt. Lô hôm nay cực kỳ đặc biệt luôn. Lô hôm nay rất là đặc biệt. Sao con chị mua giá rẻ? Các chị chia sẻ bài hộ em để mua giá rẻ nhé. Chia sẻ bài hộ em để được mua giá rẻ. Các chị mà không chia sẻ bài hộ em là mua với 60k. Các chị chỉ cần bỏ ra một vài giây chia sẻ bài hộ em thì mua với giá 40k thôi. Len rất là đẹp luôn. Chia sẻ hộ em đi ạ. Các chị chia sẻ bài lên các trang. Chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Các chị chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em đi ạ. Chia sẻ hộ em. Xin chào Nguyễn Thu Huyền. Xin chào em, xin chào tất cả các chị. Chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Xin chào Ngọc Ánh. Xin chào em, xin chào mọi người ạ. Chia sẻ hộ em để em bắt đầu làm với chị nhé. Chịu khó chia sẻ bài hộ em. Em bắt đầu làm các chị nhé, em bắt đầu làm. Em mở đầu bằng một em len. Đây, len váy rất là xinh này, chất này. Gần như mới nguyên nhá. Lô hôm nay là rất là đặc biệt luôn nên các chị chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm để mua hàng giá rẻ nhá. Chia sẻ hộ em đi để mua hàng giá rẻ. Em đảm bảo là lô hôm nay cực kỳ đặc biệt luôn. Lô hàng hôm nay rất là đặc biệt luôn, các chị chia sẻ bài hộ em đi. Chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhá. Xin chào Bon Bon.
Em mở đầu bằng em bắt đầu làm các chị nhá. Em bắt đầu làm. Đây em mở đầu bằng một em này rất là đặc biệt luôn này. Đây. Em này size S thôi, cho các chị từ 40 cho đến 47 48 kg thôi. Gần như mới nguyên, mới đến 99% luôn, mới đến 99% nhá. Đây, chất cực kỳ đẹp luôn. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Nên thích cái gì cứ tự tin chốt hàng cho em nhá. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em đi, cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ các chị. Các chị mà không chia sẻ bài cho em là phải mua với giá 60k nhá. Nếu không chia sẻ bài cho em là phải mua với giá 60k. Nên các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ bài cho em, hôm nay em vừa lấy được lại được Facebook em cực kỳ vui luôn luôn. Nên em bán lô len này cho các chị là không lợi nhuận luôn. Bán lô len này không lợi nhuận luôn. Các chị chia sẻ bài hộ em, xin chào Hương Anh. Hương Anh hôm nay chưa làm à em? Em này em để mã số 42 size S. 42 size S này. Đây, có mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng, em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu nhé. Đây, rất là đẹp luôn. Mã số 42 size S, chuẩn size S luôn nhé. Lên váy chuẩn size S luôn. Chia sẻ bài cho em đi ạ, chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm. Đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hả? Vậy à, hôm nay không làm mà em. Không có mẫu đi thi hoa hậu thì tự mình làm thôi. Đây em tiếp em này rất là đẹp này các chị này. Em này là len váy cho các chị size từ 50 kg cho đến 60-62 kg này. 50 đến 60-62 kg. Các chị chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Lô len hôm nay rất là đặc biệt luôn. Chia sẻ bài hộ em để mua với giá 60k, chia sẻ còn 40k cho các chị nhé. 60k chia sẻ còn 40k. Em này là cho các chị từ 50 kg cho đến 60-62 kg này. 50 đến 60-62 kg. Cho các chị cao 1m55 trở lên là các chị mặc đẹp rồi ạ. Em này em để mã số 76. Mã số 76 này. Đây, chất cực kỳ thích luôn. Chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ tương tác bài cho em. Các chị chấm chấm bài tương tác bài cho em với nhé. Chấm chấm bài tương tác bài hộ em với ạ. Chấm chấm bài tương tác bài hộ em với. Hôm nay vừa lấy lại được phê nên không biết là các chị có. Xin chào Ngô Khuyến. Không biết các chị có tương tác bài được cho em không. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi, chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em với. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Em có một em khoác màu hồng này rất là xinh này các chị này. Đây, khoác màu hồng nhá. Cho các chị từ 45 cho đến 57-58 kg. 45 đến 57-58 kg này, khoác màu hồng này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi nhá. Chia sẻ bài. Chị chào Ánh Ngọc nhá, lâu lắm rồi mới thấy nhỉ. Mấy hôm nay chị bị mất Facebook giờ mới lấy lại được. Các chị tương tác bài hộ em đi ạ. Tương tác bài hộ em nhìn thấy các chị em làm cho nó có không khí nhá. Tại vì vừa lấy lại được Facebook nên em sợ là cái lượt tương tác nó bị giảm ấy. Nên các chị chịu khó tương tác chấm chấm bài cho em với. Chấm chấm bài cho em với nhá. Em này rất là đẹp này. Mới nguyên chị nào thích áo khoác màu hồng thì lấy cái này cho em này. Từ 45 kg cho đến 45 cho đến 55-56 kg nhé. 45 đến 55-56-57 kg. Mặc áo khoác hồng này rất là đẹp. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em. Em này em để mã số 4. Mã số 4 nhé. Áo khoác màu hồng. Các chị chấm bài hộ em đi ạ. Chấm bài hộ em đi. Xin chào Thanh Nghĩa nhé. Thanh Nghĩa ơi, chị hôm nay chưa gửi hàng cho em được cơ. Chắc là đến mai chị gửi nhé Thanh Nghĩa nhé. Xin chào Huy Vũ. Đơn của Huy Vũ thì hôm nay đi rồi. Các chị chia sẻ bài chấm chấm bài tương tác cho em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác cho em. Hôm nay vừa lấy lại được phay nên không biết là các chị có tương tác được bài không. Em có cái này cho các chị size từ 47-48 kg. Xin chào Hoa Quách. 47-48 kg cho đến 65 kg nhá. Dáng free size này, dáng free size nhá. Có một cái duy nhất thôi, mỗi cái có một cái duy nhất. Em xin chào chị Tình Xuân, xin chào Hồng Phạm. Mỗi chiếc có một cái duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu các chị nhá. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Đây, em này là len hai da nhá. Len hai da, hàng hiệu luôn.
Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này là cho các chị freestyle này. Dưới 60 dưới 65 kg là các chị mặc được cái này nhá. Dưới 65 kg. Em này em để mã số 62 dáng suông suông này, các chị mặc xong rồi đi giày thể thao cho em nhá. Mã số 62, các chị mặc xong rồi đi giày thể thao cho em. Tí em có một lô chân váy rất là đẹp luôn. Một lô chân váy. Em có cái này rất là xinh, size S thôi này. Cái này size S nhá, cho các chị. Cái này là áo ngắn, xin chào chị Phạm Kiều. Cái này size S thôi, cho các chị 42. 62 của Huy Vũ đi con, 62 của Huy Vũ. Cái này là cho các chị 42 cho đến 48 kg này, size S này, cái này rất là đẹp luôn. Cái này các chị chất rất là thích nhá. Có thể phối với chân váy cho em, có thể phối với chân váy cho em nhá. Đây. Rất là xinh luôn. Em này là chuẩn size S luôn này, dưới 48 kg nhá. Em này em để mã số 33. Mã số 33 dưới 48 kg này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Các chị vào chia sẻ bài hộ em. Xin chào siêu nhân. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi các chị nhá. Len hôm nay rất là đẹp luôn. Em có một cái len body, body size S tiếp này. Em này là size S dưới 48 kg. Dưới 48-49 kg. 33 của Ánh Ngọc đây. Chất len này. Lô hôm nay rất là đặc biệt nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Không có lô thứ hai đâu, hôm nay em vừa lấy lại được Facebook nên em bán giá hữu nghị cho các chị. Để các chị tương tác bài cho em nhé. Tương tác bài cho em, chia sẻ bài hộ em. Các chị chấm chấm bài hộ em với ạ. Chấm chấm bài hộ em với. Đây em này chuẩn size S nhá. Mới đến 99-100% luôn. Mới 99-100% luôn. Đây. Rất là xinh luôn. Chất len này của Hàn nhá. Len của Hàn cực kỳ thời trang. Em này em để mã số 52. Mã số 52. Len màu đen mã số 52. 33 Ánh Ngọc không? Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Tí em có một lô chân váy rất là đẹp luôn. Làm cho các chị. Em có một cái len khoác này. Bên trong là chất len hai da nhỉ. Đây chất cực kỳ thích luôn. 52 của Lành Đặng. 52 của Lành Đặng. Em này là cho các chị. Em này là cho các chị size từ 45 kg cho đến 60 kg này. Len khoác free size này có một cái duy nhất màu này thôi nhá. Chất này. Có một cái duy nhất màu này thôi. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Em đảm bảo là không có chiếc nào là trùng nhau đâu. Em này em để mã số 49 này. Mã số 49 nhá. Chia sẻ bài hộ em. Lành Đặng ơi chia sẻ bài cho chị đi. Xin chào Nguyễn Huệ. Ánh Ngọc, Lành Đặng, Huy Vũ chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá 40k nhé. Các chị mà không chia sẻ bài cho em là phải mua với giá 60k. Nên các chị chia sẻ bài cho em đi. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị nhé. 49 chốt chưa con? Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. À 49 là cái này này. 49 là cái này, quên mất. Huệ hôm nay có nhiều áo đẹp lắm. 49 của Ngô Thùy Linh. Ok, cảm ơn Lành Đặng. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị đấy. Các chị mà không chia sẻ bài cho em là phải mua với giá 60k nhá. Lô len hôm nay rất là đặc biệt luôn. Nên là chịu khó chia sẻ bài hộ em. Chịu khó chia sẻ bài hộ em. Tí em làm một lô chân váy rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có một cái len móc này. Đây, len móc rất là xinh luôn. Len móc nhá, gần như mới nguyên luôn. Chia sẻ cho bạn. Cảm ơn Nguyễn Huệ nhá. Em này là len móc này, cho các chị size từ 50 kg cho đến 65 kg, kiểu cánh rơi nhá. Cánh rơi 50 đến 65 kg nhá. Đây. Cái này kiểu dáng freestyle nhá. Cảm ơn Huy Vũ nhá. Em này em để mã số 37 dáng freestyle này. Dáng freestyle mới, em này mới đến 99% luôn. Dáng freestyle. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ, chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em thì mới mua được giá 40k nhá. Tích cực chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài. Xin chào Hoa Hướng Dương, xin chào Thúy Ngân, em xin chào tất cả các chị. Xin chào tất cả các chị. Đây em có cái này rất là đáng yêu này các chị này. Size S thôi. Cái này là cho các chị size S thôi này. Đây. Cảm ơn Ánh Ngọc nhá. Cái này cho các chị size S thôi. Dưới 50 kg này. Chị nào người thanh thanh dưới 50 kg thì lấy cái này cho em này. Rất là xinh nhá. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này em để mã số 35, duy nhất một chiếc thôi nhá, khóa sau này. Mới nguyên, mới đến 100% luôn, em này thì mới đến 100% luôn nhá.
khóa sau chia sẻ bài cho em còn 40k thôi ạ. Hàng cực kỳ đẹp luôn, chịu khó chia sẻ bài cho em đi nhé. Các chị vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Em tiếp một cái len móc, em này là hàng hiệu các chị nhé. Len móc hàng hiệu này. Đây em cho các chị xem này. Đây tem mác hàng hiệu rất là đẹp luôn. Em này là dáng kiểu freestyle, kiểu dáng chùm mông ấy các chị nhé. Dáng chùm mông này. Em này là cho các chị từ 45kg cho đến 55kg. 35 của Thu Hà, 35 của Thu Hà. Len nhạc Nguyễn Huệ sau rồi, Thu Hà trước rồi. Các chị chấm bài tương tác cho em đi ạ. Chấm bài tương tác cho em đi nhá. Đây em này là len mắc này, em này mặc lên rất là xinh luôn nhá. Em này em để mã số 78 dưới 55kg. Mã số 78 dưới 55kg len móc. Len móc rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em. Em có một cái body, body sọc này. Em này xinh này, em này mùa đông các chị mặc với chân váy cho em nhá. Em xin chào chị Thu Trang nhá. Mùa đông các chị mặc với chân váy cho em. Dưới 52kg mặc cái này rất là xinh này. Đây, cái này các chị có thể sơ vin nhá. Vì chất nó không dày quá đâu. Có thể sơ vin cho em này. Dưới 52kg. Em này em để mã số 50. Mã số 50 dưới 52kg. Cho các chị dưới 52kg nhé. Em này rất là xinh luôn. Xin chào Phạm Phương. Vâng, em chào chị Thu Trang. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy chị Thu Trang nhỉ. Lâu lắm mới nhìn thấy chị Thu Trang. Các chị vào chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em nhé. Chia sẻ bài. Xin chào Trần Tiến nhé. Đây em có cái em len váy màu xanh cho các chị size lớn này. Len váy màu xanh cho các chị size lớn. Em này cho các chị từ 50kg cho đến 65-70kg nhé. 50 đến 65-70kg. Đây em này cho các chị size lớn. Chị nào mà size lớn thì lấy cái này cho em, chất cực kỳ thích này. Đây nhá, kiểu xẻ vạt như này. Chia sẻ bài cho em, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 48. Mã số 48. Đây ạ. Len váy cho các chị size lớn. Em này là cho các chị size M, size L, size XL nhá. Các chị dưới 65-70kg mặc được cái đấy. Dưới 65-70kg. Size M, size L. Size M, size L, size XL. Cái đấy là size to. Em có cái này rất là xinh này. Đây, vạt ngắn vạt dài, vạt ngắn vạt dài nhá. Em này là cho các chị size S thôi này, size S thôi nhá. Chất len cực kỳ dày dặn này. Đây, xin chào Lê Thanh. Cái này chuẩn size S thôi. Cho các chị dưới 50kg. Dưới 50kg. Xin chào Hương Anna nhé. Em này em để mã số 74. Mã số 74 dưới 50kg. Chuẩn size S thôi. Chị nào size S thì lấy cái này cho em. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi ạ. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Lô len hôm nay rất là đặc biệt. Các chị vào chia sẻ bài hộ em nhé. Chia sẻ bài hộ em. Các chị tương tác bài hộ em đi ạ. Tương tác bài cho em với. Em có một cái len len khoác. Cái này chất thì cực kỳ đầm tay này. Chị nhìn thấy Lê Nguyên Nhi mà. Nhìn thấy Lê Nguyên Nhi, chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi. Em có một cái len khoác này. Màu kiểu khoác. Cái này gọi là kiểu mũi tiêu á, len khoác mũi tiêu dáng freestyle các chị nhá. Len khoác mũi tiêu dáng freestyle, cái này thì rất là xinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Xin chào Mộc An Nhiên. Mộc An Nhiên chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài hộ chị, chấm chấm bài tương tác cho chị với. Em này là cho các chị từ 50kg cho đến 65kg này. 50kg cho đến 65kg, em này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 40k nhá, cái len khoác này. Len khoác này mặc cực kỳ ăn chơi nhá, chất dày dặn lắm, chất dày dặn lắm. Len này các chị có thể bỏ máy giặt quay thoải mái luôn. Em này em để mã số 98. Mã số 98 em len khoác. Chia sẻ bài hộ em đi ạ, các chị chia sẻ bài hộ em. Tương tác bài cho em. Em có một cái này dáng váy tiếp này. Đây. Cái này xẻ vạt, vạt ngắn vạt dài này. Chất cực kỳ thích luôn. Dưới 52kg. Em này dưới 52kg. Chia sẻ bài hộ em nhé. Dưới 52kg các chị nhé. Màu xám, màu xám lông chuột. Nhưng cái màu này nó sáng này. Nó không bị ấy màu quá, màu này nó sáng. Em này em để mã số 43. Mã số 43 nhé. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Tí em làm một lô chân váy rất là đẹp. Các chị đợi em một chút, em làm một lô chân váy nhé. Chị nào mà thích chân váy thì báo em. Tí em làm lô chân váy. Em có một em len khoác màu hồng.
Xin chào Đỗ Lan nhé. Em len khoác màu hồng này các chị này mới nguyên nhé. Em này mới nguyên. Chị có chân váy công sở với chân váy jean nhé. Em này mới nguyên này. Đây, em này là cho các chị em này là cho các chị dưới 55 kg, dưới 55 kg mới nguyên màu hồng nhé, có dây rút này. Em này có dây rút này, em tư vấn size cực kỳ cẩn thận. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng nhé. Em tư vấn size rất là cẩn thận luôn. Em này em để mã số 17. Mã số 17 em len khoác màu hồng này. Chị nào thích màu hồng thì lấy cái này cho em. Ok Linh Nguyễn. Chị nào thích màu hồng lấy cái đấy cho em. Cái đấy rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em với. Hôm nay mới đấy các chị, hơi trầm trầm rồi. Em có một cái màu cẩm này, 17 của Lê Thanh. Lê Thanh kèm cho chị xin thông tin số điện thoại Lê Thanh nhá. Hình như Lê Thanh có đơn rồi, Thanh Nghĩa sau rồi em. Em có cái này màu cốm này các chị này, dưới 53 kg nhá. Màu cốm dưới 53 kg, có hai cái túi rất là xinh này. Đây, Lê Thanh chia sẻ bài cho chị đi, chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị thì mới mua được giá 40k nhá. Em này em để mã số 85. Cuối buổi live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Đây, mã số 85. Màu cốm có một cái duy nhất thôi. À, Lê Thanh có đơn rồi à? Ok, cảm ơn Lê Thanh. Các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái trắng này rất là xinh này. Đây, chị nào thích cái kiểu Thanh, này. Thanh Nghĩa 14 mà con. Đâu, Lê Thanh nhé. Đây là Thanh Nghĩa chốt sai. Thanh Nghĩa chốt sai mã. Lê Thanh 17. Cảm ơn Lê Thanh nhé. 85 này nè. 85 của Lê Thanh luôn, 85 của Lê Thanh luôn. Em này rất là xinh này các chị này, chất cực kỳ thích luôn. Cho các chị dưới 58 kg nhá. 50 đến 58 kg này. Em này rất là đẹp này, 50 đến 58 kg. Em này em để mã số 29. Mã số 29, 50 đến 58 kg. Em này rất là đẹp, chất cực kỳ, chất mịn lắm, chất len mịn lắm. Em có một cái len này đẹp rồi các chị này. Đây, kiểu len khoác nhá. Em này kiểu len khoác này, cho các chị dưới 50 kg thôi. Em này cho các chị dưới 50 kg thôi nhé. Đây, rất là xinh, dưới 50 kg nhé. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. 29 của Hân Trương. 29 của Hân Trương. Em này em để mã số 110. Mã số 110 này. Em này rất là xinh, dưới 50-51 kg. Mã số 110. Đẹp, em đấy rất là đẹp. Chia sẻ bài cho em đẹp. Hân Trương chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị nhé. Thì mới mua được giá 40k. Em có một cái body màu đen size S, dưới 50 kg nhé. Body màu đen size S. Đây là áo, đây là váy len đấy. Váy len chất cực kỳ thích luôn, mới đến 99% luôn. Em này em để mã số 89. Mã số 89, mới đến 99% nhé. Body màu đen size S, mới nguyên. Em body màu đen size S mới nguyên. Chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Các chị chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em nhé. Đây em có cái này đẹp này các chị này, len váy màu trắng. Em này là dưới 55 kg. Cho các chị dưới 55 kg nhé. Em này xinh này, dưới 55 kg. Chia sẻ bài cho em còn 40k nhé. Em này dưới 55 kg thôi. Rất là đẹp. 89 của Thu Hà. Em này em để mã số 40 này. Mã số 40 nhé. Đây, tem mác của bên Hàn đây. Xin chào Bích Ngọc chị. Mã số 40. Các chị chịu khó chia sẻ bài, tương tác bài chấm chấm bài hộ em với. Thu Hà chia sẻ bài cho chị nhé, Thu Hà nhé. Bích Ngọc chị ơi, chấm chấm tương tác bài và chia sẻ bài cho chị với. Em có cái này rất là đẹp này các chị. Cái này là chất len mông tơ ghi nhé. Chất len mông tơ Miki mới nguyên, dưới 60 kg mặc được. Dưới 60 kg mặc được. Đây, cái này đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này em để mã số 58. Mã số 58. Mã số 58. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái len len khoác này, len khoác màu trắng này xinh này. Cảm ơn Bích Ngọc chị nhé. Em này là cho các chị dưới 53 kg. Chất đây là len cardigan nhá. Cardigan dưới 53 kg. Em này em để mã số 11. Mã số 11 chia sẻ bài hộ em ạ. Các chị chia sẻ bài hộ em nhé. Mưa to đi. Mưa to thế. Các chị chưa có đơn này, các chị chủ động cho em xin thông tin địa chỉ và chia sẻ bài cho em nhé.
Cho em xin thông tin địa chỉ và chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có cái len này pha màu rất là xinh này các chị này. Cho các chị dưới 55kg, 45-55kg này. Đây, chất len này, 45-55kg nhá. Xin chào Trần Khánh Linh. Em này em để mã số 39. Mã số 39, 45-55kg, mã số 39. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Các chị chịu khó tương tác bài, chia sẻ bài hộ em với. Ba mươi chín của Lê Thanh. Em có cái này cho các chị size lớn, len váy cho các chị size lớn này, 55kg cho đến 70kg, 55-70kg nhé. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi ạ. 55-70kg này. Em này đẹp lắm, kiểu len váy nhé. Len váy 55-70kg mới. Em này mới đến 99. Hàng gần như là mới từ 95 cho đến 99, 100% các chị nhé. Em này em để mã số 51. Mã số 51. Cảm ơn Thu Hà nhé. Cảm ơn Thu Hà. Các chị tương tác bài, chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài hộ em. Em có cái này rất là xinh này. Đây, cái này là cho các chị dưới 60kg nhé. Dưới 60kg này, chất này. Xin chào chị Đinh Kim Tuyết. Em này em để mã số 41, dưới 60kg. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Dưới 60kg. Các chị vào tương tác và chia sẻ bài hộ em nhé. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhé. Tương tác cho em. Em có một cái này chùm mông cho các chị size lớn tiếp này. Cái này là cho các chị size lớn 65, cái này thì 60-70kg mặc mới được nhá. Dưới 60kg em sợ là nó bị rộng đấy. Em này em để mã số 18. Mã số 18 này. Em này là mã số 18 nhá. Chia sẻ bài hộ em đi các chị, chia sẻ bài hộ em. Em có một cái khoác này rất là màu họa tiết này các chị này. Em len khoác họa tiết, em len khoác em khoác một tí cho các chị xem dáng cho nó dễ này. Len khoác thì em khoác cho các chị xem dáng cho nó dễ nhá. Chia sẻ bài cho em còn 40k này. Em này là cho các chị 50kg cho đến 65kg, 50-65kg nhá. Em này mới nguyên luôn, họa tiết rất là độc. Em này em để mã số 90. Mã số 90. 55-60kg, mã số 90, họa tiết cực kỳ độc luôn. Chia sẻ bài hộ em còn 40k thôi. Hàng rất là hiếm. Em có cái này pha màu cũng đẹp rồi các chị này. Đây, dưới 55kg. Em này dưới 55kg này. Đây, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi ạ. Em này em để mã số 45. Mã số 45 này. Đây, các chị tương tác bài và chia sẻ bài hộ em nhé. Tương tác bài và chia sẻ bài hộ em. Mã số 45. Chịu khó tương tác và chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một em sọc này rất là xinh này các chị này. Đây, chất này, chất cực kỳ thích luôn. Em này là cho các chị dưới 60kg. Em này là cho các chị dưới 60kg. Em này em để mã số 19. Dưới 60kg, mã số 19 này. Đây, dưới 60kg, mã số 19. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em nhé. Chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm. Khi nào like chân váy thì ới. Linh Nguyễn ơi, tí chị like chân váy luôn, chịu khó đợi chị thêm một tí nhá. 19 của Ngô Thùy Linh. 19 của Ngô Thùy Linh. Em có em dáng crop top này. Em này là cho các chị dưới 52kg thôi. Dáng crop top dưới 52kg này. Đây, rất là đẹp luôn. Dáng crop top dưới 52kg. Em này em để mã số 24. Mã số 24 này. Đây là dáng crop top nhá. Cho các chị dưới 52kg thôi. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có một cái váy len màu xám này. Váy len màu xám này các chị này. Cho các chị size 50kg cho đến 60-62kg. 50-60-62kg này. 19 của Huy Vũ. 24 chốt chưa? 19 chốt chưa con? 19 chốt rồi đúng không? 24 của Lê Thanh. 24 của Lê Thanh. Ánh Ngọc sau rồi em. Ánh Ngọc sau rồi. Đây em này rất là xinh. Đây là váy các chị nhá. Váy này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Các chị chia sẻ bài và tương tác bài cho em. Chấm chấm bài tương tác cho em thôi nhá. Em này em để mã số 71. Cái này đẹp mới nguyên. Mã số 71. Váy. Mã số 71 cái đấy. Em có một cái hồng này rất là xinh này. Cái hồng này cho các chị. Cái này đẹp lắm, mới nguyên này. Cái này là cho các chị dưới 53kg này.
45 đến 53 kg, mặc cái này thì đẹp nhá. 45 đến 53 kg, 71 của Hân Trương. Chấm chấm bài tương tác bài hộ em nhá. Chấm chấm bài tương tác bài hộ em. Xin chào Nguyễn Tiến. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Hân Trương ơi, chia sẻ bài cho chị thì mới mua được giá 40k nhá. Chia sẻ bài cho chị thì mới mua được giá 40k. Em này em để mã số 10. Mã số 10 nhá. Dưới 53-54kg, mã số 10. Các chị vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em đi ạ. Chia sẻ hộ em thì mới mua được giá 40k. Mã số 10. Các chị mà không chia sẻ bài cho em là phải mua với giá 60k đấy. Em có em body này rất là xinh này. Chị nào mà dáng nhỏ nhỏ xinh xinh thì lấy cái này cho em chuẩn size S nhá. Xẻ này. Đây, cái này đẹp lắm. Cái này cho các chị dưới 48kg thôi. Cảm ơn Hân Trương. Dưới 48kg nhá. Cái này là dưới 48kg này. Đây, xẻ ở gấu đây các chị nhá. Cái này mới nguyên này. Mới nguyên, mới 100% luôn đấy. Em này em để mã số 55. Đây các chị nhá. Mã số 55. Chia sẻ bài cho em. Xem chân váy. Tí em làm chân váy bút chì. Các chị đợi em tí nhá. Một tí nữa em làm chân váy bút chì. Đây, mã số 55 chuẩn size S. 55 của Lê Thanh. 55 của Lê Thanh chuẩn size S thôi. Em đấy chuẩn size S thôi. Các chị chấm chấm bài tương tác của em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác của em đi. Facebook mấy hôm nay em làm sao? Em có cái này là len vặn thừng này các chị này. Len vặn thừng dưới 54kg. Len vặn thừng dưới 54kg màu sữa nhá. Đây, em này rất là xinh này. Em này các chị có thể phối với sơ mi ở bên trong ấy. Phối với sơ mi của côn bên trong các chị. Hay mặc quần jean các chị lấy cái này cho em này, rất là đẹp này. Dưới 54kg. Em này em để mã số 97. Mã số 97 dưới 54kg nhá. Đây, đẹp cực kỳ luôn, mã số 97. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chịu khó chia sẻ bài và tương tác bài cho em với. Em có một em này dáng free size này. Cho các chị size lớn. Em này là phải các chị size từ 97 của Ánh Ngọc. 97 của Ánh Ngọc. Cái này là cho các chị size từ 50kg cho đến 70kg dáng free size. Chị nào thích mặc kiểu bụi bụi thì lấy cái này cho em này. 50 đến 70kg. Em này em để mã số 61. Mã số 61. 50 đến 70kg. Mã số 61. Chia sẻ bài hộ em. Em có cái màu rêu. Màu rêu này. Màu rêu này nó hơi xù một chút nên em tặng cho các chị nhá. Đây, màu rêu này nó hơi xù một chút nên em tặng các chị này. Cho các chị dưới 55kg thôi. Em này em để mã số 53 này. Màu rêu nhá, 53. 61 của Huy Vũ. 61 của Huy Vũ. Em có một em khoác len dáng dài. Cái này thì các chị phải size. Cái chị nào cao 1m6 trở lên hãy lấy nhá. Cao 1m6 trở lên hãy lấy. 53 của Lê Thanh trước rồi. Lê Thanh trước rồi. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chia sẻ bài cho em. Huy Vũ nhớ chia sẻ bài cho chị nhá. Lê Thanh, Huy Vũ chia sẻ bài cho chị nhá. Đây, em này là các chị nào 1m6 trở lên hãy lấy nhá. Em này thì thực ra là nó rất là đẹp nhưng mà nó dài quá. Dài quá nên là các chị cao 1m6 trở lên hãy lấy cho em này. Đây, cho các chị 1m6 trở lên nhá. Chia sẻ bài cho em. Hôm nay là 160k, chia sẻ bài còn 40k Hương Anna nhá. À Hương Anna cuối tuần này có về qua nhà chị lấy đồ Hương Anna nhá. Đây, chị nào cao 1m6 hãy lấy. Nếu mà dưới 1m6 em sợ mặc nó bị lướt lắm. Em này em để mã số 87. 1m6 dáng free size. Dưới 65kg là các chị mặc tốt. Dưới 65kg là các chị mặc tốt. Em đấy nhá. Thật ra em đấy rất là đẹp nhưng mà dành cho các chị cao. Cao thì mặc mới đẹp. Dành cho các chị cao cao mặc mới đẹp. Em đấy cao, thật là cao thì mặc mới đẹp được. Em có cái này rất là xinh này. Đây, cái này thì mới đến 99% luôn. Mới đến 99% luôn. Cho các chị từ 50kg, 50kg cho đến hàng hiệu luôn đấy. Em này hàng hiệu này. 50 đến 60kg nhá. Đây, em này có cái áo dây ở bên trong này. 50 đến 60kg. Em này em để mã số 27. Mã số 27. 50 đến 60kg. Mã số 27 có duy nhất một cái thôi. Mã số 27. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị chia sẻ bài hộ em. Huệ hôm nay chưa kiếm được cái nào hả Huệ? Em có cái này màu cốm rất là đẹp. Em này là chất cực kỳ dày dặn nhá.
dưới 53-54 kg, dưới 53-54 kg nhá, mới nguyên, mới đến 99% luôn. Cái này thì chị nào có con gái á, hoặc là có con gái thì lấy cái này cho con gái đẹp này, hoặc là tuổi tin tin á. Chị cảm ơn Nhung Navi nhá. Đây em này xinh cực kỳ luôn nhá. Đây. Dưới 53 kg thôi. Em này em để mã số 57. Mã số 57. Các chị chốt hàng nhớ kèm mã và số điện thoại cho em nhé. Nhớ kèm mã và số điện thoại cho em để em chốt hàng cho các chị. Em có một cái len móc này. Lúc nãy có chị nào hỏi len móc này. Kiểu ngang to. Ok Huy Vũ đợi chị làm nhé. Đợi chị làm lần lượt nhé. Em có một cái len móc này. Lúc nãy chị nào vừa hỏi len móc này. Cái thích thì mạng chậm mà. Em len móc này là cho các chị dưới 55 kg. Dưới 55 kg nhé. Em này các chị có thể phối cho em một cái áo dây hoặc áo quây ở bên trong ấy, cực kỳ ăn chơi nhá. Kiểu len móc này rất là thích luôn. Em này em để mã số 8, mã số 8 này. Len móc nhá, có duy nhất một cái len móc thôi. Không có chiếc thứ hai đâu, có duy nhất một cái len móc thôi. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhá. Thì em làm chân váy, các chị đợi một chút, em làm chân váy cực kỳ đẹp luôn. Lô chân váy hôm nay em rất là ưng ý. Em có cái này rất là xinh này. Đây, cái này cho các chị phối với sơ mi bên trong nhá. Cái này cho các chị phối với sơ mi bên trong này, hàng hiệu chuẩn luôn. Em này là cho các chị 55 kg cho đến 60 kg mặc đẹp này. 55-60 kg. Số 8 của anh Ngọc. 55-60 kg nhá. Em này các chị phối cho một cái sơ mi bên trong này, cái này đẹp lắm. Em này em để mã số 109. Mã số 109. Chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài hộ em nhá. Các chị chịu khó tương tác bài và chia sẻ bài hộ em. Em có một cái này rất là mới này. Size S thôi. Cái này size S thôi nhá. Cái này chưa kịp là luôn đấy. Đẹp lắm. Đây. Cái này là từ 40 cho đến 48 kg. 40 đến 48 kg. Size S thôi. Cái này thì chuẩn size S luôn đấy. 40-48 kg. Chất cực kỳ dày dặn luôn. Em này em để mã số 96. Mã số 96. 40-48 kg, mã số 96. Chất cực kỳ dày dặn luôn, đầm tay. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Các chị chịu khó tương tác và chia sẻ bài hộ em nhé. Chịu khó tương tác và chia sẻ bài hộ em. 96 của Lê Thanh. Đây, em có cái này dáng free size này. Xẻ vạt nhé, vạt ngắn vạt dài dáng free size. Lê Nguyên Nhi sau rồi em. Em này là cho các chị 55 kg cho đến 65-70 kg. 55-65-70 kg nhé. Đây, các chị phối với quần legging cho em. Len của Hàn, dáng của Hàn nó thường là free size các chị nhé. Thường là free size. Em này em để mã số 99. Mã số 99. Len của Hàn họ thường làm cái kiểu free size 96 chốt rồi đúng không con? Em còn cái này size S tiếp này các chị này. Chất len này, chất như kiểu chất len lông cừu nhá, size S nhá. Em này là cho các chị dưới 48 kg thôi. Chuẩn size S này dưới 48 kg. Còn một cái size S tiếp. Em này em để mã số 28. Như kiểu chất len lông cừu rất là sướng luôn. Mã số 28 len lông cừu đấy. Mã số 28. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài và tương tác bài cho em nhé. Chia sẻ bài và tương tác bài cho em. Em có em này rất là ăn chơi này. Chị nào cái kiểu ăn chơi kiểu ở đây. Đây là hai phần, hai bên này là vạt kiểu dài dài nhá. Cho các chị từ 50 kg cho đến 60 kg này. 50-60 kg. Em này các chị phối cho em với quần legging hoặc là phối với chân váy cho em rất là đẹp nhá. Phối với chân váy body rồi bút chì á. Đây, chị nào mà dáng ăn chơi thì lấy cái này cho em, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Phối với chân váy bút chì hoặc các chị có thể phối cho em với quần legging ôm ấy. Em này em để mã số 22, chị nào ăn chơi lấy này cho em này. Mã số 22. Dáng kiểu rất là tơi tả, tả tơi. Mã số 22. Mưa to không nhỉ? Em có một em len kim tuyến này. Mưa to không nhỉ? Em len kim tuyến nhá các chị nhá. Chất cực kỳ thích luôn. Len kim tuyến màu... màu này màu như kiểu màu lông chuột đấy. Em này cho các chị dưới 55-56 kg này. Dưới 55-56 kg nhá. Len kim tuyến rất là đẹp. Em thấy ghi là size S nhưng mà size S lớn nên là các chị dưới 55-56 kg mặc được. Em này em để mã số 38. Mã số 38 nhé, xẻ vạt này. Xẻ vạt lên kim tuyến đẹp lắm. Xẻ vạt, chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chia sẻ bài và tương tác bài cho em. Tương tác bài cho em.
dáng len của Hàn họ may rất là kiểu dáng free size, chủ yếu là dáng free size các chị nhá. Các chị chia sẻ bài và tương tác bài hộ em với ạ. Em có cái này rất là hay này các chị này. Đây. Cái này là cho các chị cái này các chị có thể phối cho em một cái áo ôm ở bên trong ấy, áo ôm áo dây ở bên trong nhá. Đây. Cái này là cho các chị dưới 53-54 kg. Dưới 53-54 kg, cái này màu sữa đấy. Em này em để mã số 32. Mã số 32, dưới 53-54 kg, mã số 32. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Các chị chịu khó chia sẻ bài và tương tác bài nhiều cho em nhé. Còn 40k. Em có em màu xám lông chuột tiếp này. Em này có hai cái khóa bên hông nhé. Đây. Em này là dưới 53-54 kg. Dưới 53-54 kg này. Đây em này rất là đẹp luôn. Màu xám lông chuột. Chuột này các chị mặc đẹp. Em này em để mã số 63. Ghi lê à. Nếu mà có thì đợi tớ làm tí nhá. Mã số 63. Đợi một tí xem có không để tớ làm. Hay em làm một tí chân váy cho các chị nhá. Em làm một tí chân váy, em xin phép làm chân váy một tí cho các chị nhá. Xong tí em lại làm áo len. Không có một số chị đang đợi chân váy á. À em có mấy cái yếm nha. Mấy cái yếm của bé này có chị nào lấy cho con gái không này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Mấy cái yếm rất là đẹp. 32 của Thầm Lặng. Thầm Lặng kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhé. Các chị chốt hàng nhớ kèm mã số điện thoại và chia sẻ bài hộ em ạ. Chốt hàng kèm mã số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhé. Yếm này, yếm của các bé này các chị nhé. Nó lận ở trong kia kiện là chân váy jean nhà em. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Yếm này các chị mua ở ngoài 300-400 nghìn một chiếc đấy. Yếm này, yếm của Hàn. Cái này là cho các bé dưới 30kg thôi này. Ok, nhìn thấy thông tin của Thầm Lặng. Thầm Lặng nhớ chia sẻ bài nhé. Nhớ chia sẻ bài này. Dưới 30kg nhé. Yếm này dưới 30kg này. Chị nào lấy cho con gái này dưới 30kg mặc đẹp nhé. Đẹp lắm, yếm của Hàn đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 64. Mã số 64, cái yếm rất là đẹp. Mã số 64. Chị nào có con gái thì lấy cho con gái nhé. Đây, có cái này tiếp. Có cái này tiếp này các chị này. Cái này cũng là dưới 30kg thôi, 30-35kg thôi nhá. Đây, đẹp lắm. Cái này là, đây là lúc sáng em đo eo đấy. Nhưng mà cái này là 30-35kg mặc được. Chị nào có con gái thì lấy này, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. 30, 64 của Lành Đặng. 64 của Lành Đặng. Em này em để mã số 26 này. Nó lặn ở trong kiện váy jean nhà em đấy. Mã số 26. Mã số 26 nhá. Cho các bé 30-35kg. 30-35kg. Đợt này lại có mấy cái yếm size bé. 25 của Lê Nguyên Nhi. 25 của Lê Nguyên Nhi. Đây em tiếp một cái yếm của bé tiếp này. 25 à? Ừ, 25 mà. 26 của Lê Nguyên Nhi nhá, mẹ nhìn ra hay ra. Đây 30-35kg tiếp này. 30-35kg tiếp nhá. Đây 30-35kg tiếp. Cái này rất là đẹp luôn. Cái này mà các chị mua ở shop ấy, 300-400 nghìn một chiếc cái váy jean yếm jean của các bé đấy. Em này em để mã số 13 này. Mã số 13. Cái này thì cho các em tin này. Dưới 50kg này các chị này. Dưới 50kg nhá. Kiểu tin dưới 50kg. 63 của em nữa chị. Đấy xong rồi à? 13. 13 chứ em. Có 3 là cái nào? 63. Không, không có 63. Nãy giờ có cái nào 63 không nhỉ? Con kiểm tra xem. Mẹ cứ làm đi. Để chị tìm xem cái 63 nhé. 26 của Nguyễn Huệ. 26 của Nguyễn Huệ. Em này là dưới 50kg này các chị này. Dưới 50kg nhé. Hoặc là chị nào có con gái tuổi tin thì lấy cái này cho em dưới 50kg. Em này em để mã số 79. 63 là cái nào nhỉ? Mã số 79. Mã số 79. Em làm chân váy các chị nhá. Hết váy jean rồi, à hết yếm rồi. Đây em có cái chân váy này chất thô rất là đẹp này chị. 79 của Lê Nguyên Nhi. 79 của Lê Nguyên Nhi. Chân váy chất thô dáng dài. Em đo eo cẩn thận cho các chị này. Trắng tinh nhá, đo eo cẩn thận cho các chị. Chất cực kỳ kích luôn. Em này là cho các chị eo từ 70-72 dáng dài nhá.
Chị nào eo 70, 72 lấy cái này cho em này, dáng dài nhá. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Xin chào Hoàng Nhật. Hoàng Nhật hôm nay giờ mới vào à em? Em này em để mã số 77. Mã số 77. 63 áo len lông chuột có 2 dây kéo. Đây cái này là của Thầm Lặng rồi mà. Cái này của em rồi. Ok Thầm Lặng cái này của em rồi. 32. Cái đấy của em rồi. 26 của Lê Nguyên Nhi đúng không? Đúng rồi em, 26 của em rồi đấy Lê Nguyên Nhi. Đúng rồi, Lê Nguyên Nhi. Lê Nguyên Nhi đấy. Còn cái chân váy là mã bao nhiêu? Chân váy là mã 77 à. Ok Lê Nguyên Nhi. Em có một cái chân váy màu xanh tiếp chất thô này. Chị nào thích cái chân váy màu xanh chất thô này lấy cho em này, eo 67 đến 68. À ok em nhận hàng rồi ạ. Eo 67 đến 68 dáng dài chất thô nhá. Đây rất là đẹp. À vậy à, thế chắc chị đọc nhầm đấy. Của Lê Nguyên Nhi rồi. Em này em để mã số 81. Mã số 81 này chất thô màu xanh, chị nào thích cái chân váy màu xanh đấy thì lấy cho em, chia sẻ bài cho em còn, chia sẻ bài cho em còn có 40k thôi. Xin chào Thanh Võ. Đây em có một cái chân váy này đẹp này. Đây, cái này mặc lên thì rất là tây luôn nhá. 81 của Lê Thanh, 81 của Lê Thanh. Cái này dáng dài tiếp này các chị, em đo eo cẩn thận rồi nhá. Đo eo cẩn thận rồi cho các chị này. Em này là eo 68 cho đến 70. Eo 68 đến 70 nhá, em đo eo rồi này. Eo 68 đến 70. Với cái kem của lọ nữa. Đây cái này đúng không em? Lặng Thầm, cái này Lặng Thầm này con này. Thầm Lặng. Thầm Lặng chia sẻ bài cho chị đi nhá. Chia sẻ bài cho chị đi. Eo 68 70 dáng dài này. Eo 68 70 dáng dài. Em này em để mã số 105. Em xin chào chị Bắc Linh. Chị Bắc Linh ơi chia sẻ bài cho em nhá. Không, thô thô của Hàn rất là đẹp luôn em ạ. À. Chất thô của Hàn. Mặc đi làm thì cực kỳ chất thích luôn. Chất thì không phải lo đâu nhá. Em này em để mã số 105. Chất thô mịn đẹp lắm. Mã số 105. Chân váy nhà chị là chân váy của Hàn. Chân váy nhà em là chân váy của Hàn các chị nhá. Nên các chị yên tâm, dáng nó rất là đẹp luôn. Xin em xin chào chị Sinh nhá. Em này công sở tiếp này. Em này là eo từ 64 đến 66. Eo 64 đến 66 cho các chị công sở này. Em này hơi A một chút nhá. Xin chào Viro Nguyễn nhá. Viro Nguyễn lâu lắm rồi nhà em nhỉ. Đây hơi A một chút này. Eo 64 đến 66 cái này đẹp. Em này em để mã số 25. Mã số 25 này. Eo 64 đến 66 mã số 25. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài hộ em với. Mã số 25. Yeah, em có một cái chân váy jean này các chị này. Chân váy jean eo từ 74 cho đến 79 nhá, co giãn nhẹ. Eo 74 đến 79 co giãn nhẹ này. Đây. Em này đẹp, chân váy hơi đuôi cá một tí nhá. Đuôi cá một tí. Tăng cái điều hòa lên. Em này em để mã số 12. Mã số 12. Đây con này. Mã số 12 chân váy jean này. Đây. Mã số 12 hơi đuôi cá một tí rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị chia sẻ. Em có một cái chân váy màu đỏ, không biết có chị nào thích mặc chân váy màu đỏ không? 12 của Huy Vũ. Có chị nào thích mặc chân váy màu đỏ chất thô không này? Đây. Em này rất là đẹp luôn. Eo từ 70 cho đến 72 nhá. Eo 70 đến 72 này. Dáng dài. Em này là dáng các chị mặc phải đến bắp chân á. Nếu mà cao như em này các chị mặc đến bắp chân nhá. Chị có chân váy đen đấy lành đặn, đợi chị tí nhá. Em này em để mã số 14 này. Mã số 14. Mã số 14 chị nào thích em chân em có cái này rất là đẹp. Chân váy jean. Cảm ơn Huy Vũ nhá. Chân váy jean này. Em này là cho các chị eo bé thôi, eo 64 đến 66. Nhưng mà em này nó đang bị cái khóa nó đang kẹt ở đây nên em bán cho các chị 20k thôi này. Nó đang kẹt nhá, cái khóa nó đang kẹt đấy, các chị về các chị sửa lại hộ em này. Đẹp lắm, cái này mới nguyên chất bò mềm nhá. Size S thôi, chị nào size S hãy lấy này. Size S hãy lấy cho em này. Eo 64 đến 66 thôi nhá. Eo 64 đến 66. Em xin chào chị Tình Nguyễn nhá. Em này em để mã số 106 20k thôi nhá. Chị về chị làm lại cái, các chị về làm lại cái khóa này cho em này. Nó không ảnh hưởng gì đâu, mới nguyên luôn.
Những cái khóa kiểu lâu không dùng ấy, xong nó bị kẹt. Lâu không dùng xong nó bị kẹt đấy. Cái đấy đẹp lắm, chị nào size S thì lấy cái đấy. Một cái màu hồng rất là xinh tiếp. Màu hồng dáng hơi A một chút nhá, nó không bị ngắn quá đến tầm đầu gối rồi. Mới tinh. Eo 76 đến 78. Eo 76 đến 78 này. Chất rất là, cái này các chị có thể sơ vin với áo sắp nách, hoặc là các chị sơ vin với áo sơ mi đều đẹp nhá. Em này em để mã số 6. Mã số 6, chia sẻ bài hộ em đây còn 40k thôi. Mã số 6. Chân váy rất là đẹp. Các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái chân váy màu vàng mới tinh tình tinh luôn. Em này mới tinh tình tinh luôn này. Em này là cho các chị eo từ 77 cho đến 80 này. Chị nào eo lớn thì lấy cái này này, 77 đến 80 mới tinh luôn nhá. Eo 77 đến 80. Em này em để mã số 65. Mã số 65, eo 77 đến 80. Mã số 65. Chân váy màu đen size S. Chị like kiểu hiền lành dễ thương quá. Cảm ơn Linh Nguyễn nhá. Áo len đi chị. Ok Huyền My. Huyền My đợi chị tí nhá. Huyền My đợi chị tí. Vậy à, em này size S thôi các chị nhá. Eo từ 66 đến 68. 66 đến 68 thì chị nào size S thì lấy cái này cho em này. Eo 66 đến 68 thôi. Chuẩn size S luôn. Em này em để mã số 59. Mã số 59 chuẩn size S. Chị nào size S thì lấy cái đấy cho em. Đẹp lắm. Chân váy đẹp cực kỳ luôn. Cái này thì size lớn tiếp này các chị này. Cái này thì cho các chị size lớn. Eo từ 70 đến 72 này. 70 đến 72 nhá. Đây, chân váy công sở cho chị nào eo lớn này. Eo 70 đến 72. Cái này đẹp, chất cực kỳ chắc chắn. Em này em để mã số 83. Mã số 83. Chất gì ạ? Không có chân váy bò. Chị có chân váy jean nhá, Bích Ngọc chị nhá. Có chân váy jean. Đợi đợi em một tí, em có cả chân váy jean đấy. Em có cái chân váy jean dáng dài này. Dáng dài. Chân váy này là eo 70 đến 79. Eo 70 đến 79 nhá. Em này dáng dài. Em này rất là đẹp này, eo 70 đến 79. Hơi đuôi cá một chút, hơi đuôi cá một chút. Chị nào cao cao thì lấy cái này cho em. Em này em để mã số 56. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi, mã số 56. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em làm tiếp áo len các chị nhé. Em thấy chân váy các chị hơi chầm chầm nên em làm áo len. Em xin phép em làm áo len nhé. Đây em có cái áo len màu hồng này rất là xinh này. Chất này. Chất đầm tay lắm. Chất cực kỳ đẹp. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này dưới 55kg. Dưới 55kg dáng chùm mông nhé. Dáng chùm mông dưới 55kg. Đây. Chị tặng em cái váy. Vậy ok Ánh Ngọc. Vậy tặng nhá Ánh Ngọc cái váy này. Đây. Ok, Ánh Ngọc tặng cho Ánh Ngọc cái váy đấy. Dưới 55kg. Cái đấy size bé mặc đẹp đấy Ánh Ngọc ạ. Dưới 55kg nhá. Cái này xinh cực kỳ luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 31. Mã số 31 này. Len màu hồng. Màu hồng nhẹ nhẹ thôi. Màu hồng đấy mặc cực kỳ tôn da đấy các chị nhá. Cái đấy mẹ nói mã số bao nhiêu nhỉ? Mã số 31. 31 à? Mã số 31. Em có một cái này chất cực kỳ thích này, cho các chị size lớn nhé. Em này là từ 60 cho đến 65 70 kg mặc mới đẹp. 31 của Thanh Nghĩa, 31 của Thanh Nghĩa. 60 65 kg nhé, 60 65 kg này, chất cực kỳ dày dặn đầm tay nhé. 60 65. Em này em để mã số 16. Mã số 16. Thanh Nghĩa nhớ chia sẻ bài cho chị nhé. Chia sẻ bài cho chị lên các trang cá nhân và trang hội nhóm đi. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Chưa, chị chưa gửi đâu, mai chị gửi luôn. Mai chị gửi luôn Thanh Nghĩa nhé. Vì mấy hôm nay chị bị mất Facebook là hôm nay mới lấy lại được này. Nên là chắc là mai chị mới chốt hàng được. Em này cũng rỗng. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em. Em có một cái váy len màu tím. Váy len màu tím cho chị nào thích màu tím này. Dưới 52kg quay đầu lại. 52kg quay đầu lại nhá. Đến đầu gối luôn. Em cao 1m58 này, em mặc đến đầu gối. Hết váy cho mẹ, hết yếm cho bé rồi. Em này em để mã số 100. Mã số 100 màu tím. Len váy màu tím mã số 100. Các chị chia sẻ bài và tương tác bài cho em.
chia sẻ bài và tương tác bài nhiều hộ em nhé. Em có một cái màu hồng này rất là xinh này. Linh Nguyễn ơi, Linh Nguyễn nói gì nhỉ? Em nhỉ, cứ nói đi. Em có cái màu hồng này rất là xinh này các chị này. Đây, phần này là đây, hoa thêu này đẹp. Em này là dưới 55kg. Dưới 55kg này, màu hồng, dáng chùm mông nhá, dưới 55kg. Em này em để mã số 94. Mã số 94, dưới 55kg. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài và tương tác bài cho em với. Mã số 94. Em có một cái em màu vàng chất len bông tơ ghi mới tinh này. Chị nào thích màu vàng, hàng hiệu luôn, Korea nhá. Dưới 53kg. Em này các chị có thể sơ vin nhá. Đây, vì chất len bông tơ ghi chất mỏng thôi. Các chị có thể sơ vin với chân váy cho em. Có thể sơ vin với chân váy cho em. Em này em để mã số 1. Mã số 1 nhé. Đây, em này là mã số 1 này. Chia sẻ bài hộ em. Cái vàng anh kim nãy chị cầm lên rồi để xuống. Đây, em muốn lấy. À, em muốn lấy cái vàng anh kim này à? Kiểu cổ nó kiểu cổ đổ như này này em này. Nó không dựng lên đâu. Như kiểu cổ khăn em. Nếu mà lấy thì ok cho chị, cái này mới lắm. Mới lắm. Cho từ 45 cho đến 60kg mặc được, dáng phần đi size nhá. Linh Nguyễn mà lấy thì bấm 20 cho chị này. Linh Nguyễn mà lấy thì bấm 20. 20. Cái đấy mã số 20. Linh Nguyễn này thích cái đấy nó rất là lạ. Ok Linh Nguyễn. Lấy 20 à? Ừ. Em có cái này size S thôi. Dưới 50kg này. Dưới 50kg. Ok Linh Nguyễn nhá. Đây, size S dưới 50kg. Cái này mới tinh nhá. Cái này đẹp lắm. Phần này là phối lông này. Em này em để mã số 46. Mã số 46. Ok Linh Nguyễn. Chủ động inbox thông tin cho chị nhá. Các chị chốt hàng kèm mã và inbox chủ động thông tin cho em nhá. Kèm số điện thoại cho em ạ. Để em chốt hàng cho các chị. Em có một cái len, cái này gọi là len gì nhỉ? Đây, chất mông tơ ghi. Chất len mông tơ ghi nhá. Em này là cho các chị dưới 53kg. Dưới 53kg, chất len mông tơ ghi nhá. Em này đẹp lắm. Em này các chị có thể khoác ngoài váy nhá. Em này em để mã số 93. Mã số 93 này. Chất len mông tơ ghi, mã số 93. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài và tương tác bài cho em. 93. Em có một cái em khoác màu hồng tiếp này. Em này cũng đẹp này. Khoác màu hồng nhá. Cho các chị dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg. Chị nào thích màu hồng nhẹ lấy cái này cho em này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Màu hồng nhẹ. Em này em để mã số 5. Mã số 5 nhá. Em này là mã số 5 này. Nên khoác màu hồng nhẹ. 93 của Hương Anna. 93 của Hương Anna. Em còn một cái len váy size S tiếp này. Len váy size S nhá. Em này là cho các chị dưới 48kg. 40-48kg này. Đây, len váy size S mới đến 99%. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này em để mã số 86. Size S này, len váy body size S nhá. Mã số 86. Chị nào size S thì lấy cái này cho em. Thầm lặng chốt sau rồi em. Thầm lặng chốt sau rồi. Chia sẻ bài hộ em nhé. Em có cái này len móc này, len móc kiểu cánh rơi á. Chị giơ lại cái áo anh kim. Anh kim có bạn lấy rồi, Huyền My, anh kim có bạn lấy rồi. Cái áo anh kim ấy em. Đây em có cái này cánh rơi này. Cái này cánh rơi cho các chị size. Cho các chị size từ 47-48 cho đến 60kg dáng free size. 47-48 cho đến 60kg dáng free size, cánh rơi vặn thừng này. Phối vặn thừng nhá. Em này em để mã số 101. Mã số 101. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em nhé. Em có cái màu rêu này. Chị nào thích màu rêu thì lấy cái này cho em. Em này là cho các chị dưới 58kg. 58kg quay đầu lại này. Đây. Cái này đẹp. 58kg quay đầu lại. Chất kiểu chất, chất nó không bị dày quá đâu. Cái này các chị có thể sơ vin chân váy cho em. Sơ vin chân váy chữ A mùa thu thu á, đẹp. Em này em để mã số 60. Mã số 60 này. Một rêu rêu kiểu hơi sọc sọc một chút thôi. Kiểu hơi sọc sọc một chút. Xin chào Thanh Hải Vũ. Em xin chào tất cả mọi người.
Các chị vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Ôi em có một cái này rất là độc này các chị này. Kiểu áo chùm chùm mà các chị choàng với váy á. Choàng với váy nhá. 60 của Lê Nguyên Nhi, cúc sừng này. Cái này là cho các chị 55kg cho đến 70kg dáng free size này. Có duy nhất một chiếc thôi. Chị nào mà thích kiểu choàng choàng ngoài váy thì lấy cái này cho em nhá. Cúc sừng có mũ này. Áo nhũ màu rêu ấy chị. Áo nhũ màu rêu là cái nào con? Đợi chị tí nhá. Chưa phát hiện ra cái nào đâu. Có một cái thì bạn ấy lấy rồi. Đây, cái này kiểu tròn tròn lông chuột nhá. Lông chuột cái này mới lắm. 55 cho đến 70kg mặc được cái này. Các chị tròn ngoài váy body cho em. Tròn ngoài váy body cho em nhá. Cúc sừng này. Duy nhất một chiếc thôi, cái này độc lắm. Em này em để mã số 51. Mã số 51. À đây này. Đây à Huyền My. Có mỗi cái đấy. Có mỗi cái này thôi, còn có mỗi cái này thôi này. Cái này mới nguyên luôn. 51 của Huy Vũ. Đây này cái này nhá. Huyền My là lấy cái này thì ok cho chị là kèm thông tin nhá. Lấy thì kèm thông tin ok cho chị Huyền My nhá. Em có một cái len khoác màu xanh tiếp này. Len khoác màu xanh dưới 53kg. Dưới 53kg nhá. Len khoác màu xanh dưới 53kg. Đây, em này màu xanh rất là đẹp luôn. 51 chốt rồi, Thùy Dung Vũ xong rồi. Em này em để mã số 18. Mã số 18. Em có một cái len váy này. Len váy cho các chị size lớn nhá. Đây, cái này thì xịn cực kỳ luôn này. Đây, phần này là phối kiểu như là như kiểu cúc đồng ấy. Cái này xịn lắm. Cho các chị 50kg cho đến 65kg này. 50 65kg dáng free size nhá. Dáng free size. Em lấy cái chị mới giơ lên ý. Tình Nguyễn ấy, cái nào á nhỉ? Chị Tình Nguyễn nhỉ? Hay cái màu xanh à chị? Chị ơi cái màu xanh này đúng không? Cái không có mã cả. Cái này 18. Cái này hả chị Tình Nguyễn? Hay cái này em kẹp lại mã cho các chị này. Cái này là mã 12 nhá. Mã 12 này. Chị Tình Nguyễn lấy cái nào thì ok cho em, à lấy cái nào thì bấm mã cho em và chia sẻ bài cho em nhá. Đây, cái này lên váy này cũng rất là đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Cái này là dáng free size. Em này em để mã số 90 dáng free size. Xám, cái này của chị Tình Nguyễn này. 12 của chị Tình Nguyễn. Vâng, em biết rồi, cái này của chị rồi. Em có cái này đẹp này các chị này. Cái này rất là đẹp luôn. Cái này là cho các chị dưới 56kg. Dưới 56-57kg nhá. Dưới 56-57kg cái này cũng độc này. Xin chào Thúy Lương. Em này em để mã số 55. Mã số 55 nhá. Dưới 56-57kg mã số 55. Chia sẻ bài cho em còn 40k này. Các chị tích cực chịu khó chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài hộ em. Em có một cái áo màu đen này. Màu đen này cổ lọ này. Đây. Màu đen cổ lọ. Chị gửi hàng cho Thúy Lương rồi. Thúy Lương ơi chị gửi hàng cho em rồi. Có hai cái chân váy jean với một cái váy tặng hay sao á. Em này là dưới 53kg nhá. Body. Body cái này là chất len montagi này. Dưới 53kg. Em này em để mã số 13. Mã số 13. Dưới 53kg. Mã số 13. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Ôi cái này phải size lớn. Sao không? Em xin chào chị Minh Võ. Em có cái này chất len montagi tiếp này các chị này. Cổ tim nhá. Em này là cổ tim này. Đây. Em này là cho các chị từ 50kg cho đến 60kg nhá. 50-60kg. Đây. Cái này đẹp. 13 của Hoa Quách. 13 của Hoa Quách. Cái 13 nó đẹp lắm Hoa Quách ạ. Có duy nhất một cái thôi. Đây cái này chất đây em giơ gần các chị xem này. Em tưởng thì lấy thêm đi xong rồi chị lại dồn đơn cho vì lô len hôm nay rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 39. Mã số 39. Mã số 39 cái đấy. Hàng rất là đẹp luôn các chị thích cái gì cứ tự tin cho hàng cho em. Không có chiếc thứ hai đâu, len nhà em nó không nó bao nhiêu mấy nghìn cái len mà nó không có chiếc nào trùng chiếc nào đâu ấy.
Em có cái này chất cực kỳ đầm tay. Cái này thì chất đầm tay này các chị này. Cái này là cho các chị dưới 58 kg. Dưới 58 kg nhá. Chất đầm tay. Xin chào Phạm Hiền. Đây, chất này rất là đầm tay, dưới 58 kg. Em này em để mã số 31, 39 của chị Tình Nguyễn. Mã số 31. Tình Nguyễn lấy 39 rồi. Các chị chia sẻ bài và chấm tương tác bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài và chấm tương tác bài hộ em với. Chịu khó chia sẻ bài và chấm tương tác bài hộ em. Em có cái này là cho các chị size lớn này, 60 kg cho đến 70 kg nhé. 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg nhé. Đây, em này đẹp lắm, 60 đến 70 kg. Em này em để mã số 97. Mã số 97. Dáng free size. Cổ lông à? Sao em nhìn thấy cổ lông em tinh mắt thế Hân Trương? Đây, cái này cổ lông này. Cái này em thấy ghi là cái này hàng rất là đẹp, hàng hiệu luôn ấy. Em này là cho các chị dưới 60 kg, chất len như kiểu chất len mông tư ghi nhá. Dưới 60 kg. Chia sẻ bài cho em còn 40k này, dưới 60 kg nhá. Cái này dưới 60 kg thôi. Em này em để mã số 61 này. Mã số 61 dưới 60 kg. Mã số 61. Chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài và tương tác bài hộ em. Ôi em có cái này đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Chị like đầm len. Chị không có đầm len đâu. Đây, em này xinh lắm này các chị này. Mới nguyên. 61 của Thanh Nghĩa. Em này rất là đẹp này, chất này. Dưới 58 kg, dưới 57-58 kg nhá. Co giãn này, co giãn này. Em này xinh lắm, cổ tim. Đây nhá, chất đẹp lắm. Em này em để mã số 57, Hân Chương sau rồi. Mã số 57. Chia sẻ bài hộ em nhá, các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em còn một cái này rất là đẹp này. Đây. Em thích áo chị đang mặc. Tình Nguyễn. Thích áo này à? Thích áo này thì tí inbox cho chị nhá. Thích áo này tí inbox cho chị, nếu mà lấy thì inbox cho chị này. Em này dưới 60 kg các chị nhá. Dưới 60 kg này, đây. Chất len mông tơ ghi, 57 của Bích Ngọc chị. À, 97 chứ. 57 này. À, 57 của Bích Ngọc chị. Ok, Bích Ngọc chị. Các chị nhớ chia sẻ bài và tương tác bài cho em nhá. Nhớ chia sẻ bài và tương tác bài cho em. Đây, dưới 60 kg. Chất len mông tơ ghi. Cái này mới lắm. Em này em để mã số 38. Mã số 38. Ok. Cái này của chị Tình Nguyễn. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài hộ em với. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhé. Em có một cái cardigan màu trắng này. Cardigan màu trắng nhá. 38 của Phạm Hiền. Đây em cardigan màu trắng này các chị này. Em này là cho các chị dưới 60 kg. Dưới 60 kg nhá. Phạm Hiền 38 đúng không? Dưới 60 kg này. Em này em để mã số 109. Phạm Hiền nhớ chia sẻ bài cho chị nhá. Nhớ chia sẻ bài cho chị đi. Thì mới mua được giá 40k. Tí chị còn ít chân váy ấy. Phạm Hiền có thích chân váy nữa thì tí hóng chân váy ấy. Chị đang có một ít chân váy đẹp lắm. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái này hàng. Đây. Cái này là cho các chị size L, size XL. Size L, size XL. Ok, Ánh Ngọc cho em xem cái tay lông lông màu hồng. Em này em để mã số 63. Mã số 63 cho các chị size L, size XL. Ok, Linh Nguyễn. Đây, cái tay lông lông màu hồng hồng ấy, kiểu này phong cách bụi bụi này. Hồng là trời. Cái này đây. Cái này kiểu của Tin Tin đấy các chị nhá. Tuổi Tin đấy. Cho các chị từ 47-48. Hoặc là chị nào có thể lấy cho con gái này 47-48 cho đến 60 kg. Kiểu Tin Tin rất hay mặc cái kiểu này luôn đấy. Chất lông lông cực kỳ thích này. 47-48 đến 60 kg. Em này em để mã số 27. Mã số 27 này. Em làm len một chút nữa xong rồi em lại làm chân váy xen kẽ cho các chị nhá. Hơn 10 giờ rồi à. Đợi em làm len thêm một chút xong em lại làm chân váy xen kẽ cho các chị.
27 của Hân Trương, 27 của Hân Trương nhá. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Xin chào Nguyễn Thị Hằng, cho chị xem cái kẻ nào. Cái kẻ nào nhờ? Đây em có cái kẻ đây các chị nhé. Cái kẻ này cho các chị từ 50kg cho đến 60kg. 50 đến 60kg, Huyền My sau rồi. Em này em để mã số 110, 50 đến 60kg, mã số 110. 50 đến 60kg. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ lên các trang cá nhân. Em có cái này đẹp lắm này. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Váy chất len Montagy, chân váy đen đi. Ok. Váy chất len Montagy này. Em này là dáng kiểu free size nhá. Dáng free size cho các chị dưới 60kg. Dưới 60kg có duy nhất một cái chất len Montagy này. Em này em để mã số 49. Mã số 49. Chất len Montagy, mã số 49. Có len ngắn cổ sơ mi không chị? Lúc nãy có một cái hay sao ấy nhỉ? Em có cái này cho các anh dưới 60kg này. Dưới 60kg này, đang còn nguyên tăng mát luôn. Dưới 60kg nhá, còn nguyên tăng mát luôn này. Cái này em để mã số 32. Mã số 32, chất cực kỳ thích luôn, mới nguyên luôn ấy. Mã số 32. Bóp lại này trong kiện nữ của em. Hả? Cái gì con? Em có cái chân váy này rất là đẹp. Em làm chân váy xen kẽ một tí các chị nhá. Eo từ 64 đến 66 này. Eo 64 đến 66, 32 của Huy Vũ. Eo 64 đến 66, chân váy màu sữa nhá. Đây, chân váy bút chì cho các chị công sở. Chất cực kỳ thích luôn. Phạm Hiền sau rồi. Em này em để mã số 8. Mã số 8. Các chị tương tác bài hộ em đi ạ. Tương tác bài hộ em đi. Em có một cái jean màu xanh coban này. Jean màu xanh coban, eo từ 76 cho đến 78 nhé. Eo 76 đến 78, mới tinh luôn nhé. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Chị nào thích màu xanh coban thì lấy cái này cho em. Em này em để mã số 53. Mã số 53 mới lắm, cái này mới lắm. Chị nói chất liệu. Đây là cái jean này. Đây là cái jean nhé. Ok Linh Nguyễn. Em có cái này như kiểu chất xốp xốp cho các chị size bé này. Bút chì size bé thôi. 42 cho đến 46, 47kg thôi. 42 đến 47, 46kg này. Đây, co giãn nhẹ. Cái này co giãn nhẹ, chuẩn size F. Cái này xinh lắm. Chị nào mà cao cao nhỏ nhỏ thì lấy cái này cho em này, xinh cực kỳ luôn. Cái này em để mã số 20. Mã số 20, cái này co giãn nhẹ. Mã số 20. Em có một cái chân váy này đẹp cực kỳ này các chị này. Em 57 vừa không? Tình Nguyễn 57kg. 57 cái nào con? 57 cái màu xanh coban nhé. 53. Cái này là 57 chứ. Cái này là 57. 53. 20 của Lành Đặng. À 53. Cái đấy là 53, 20 của Lành Đặng. Đây em có cái này chất cực kỳ thích nhá. Đây em không biết gọi là chất gì nhưng em dơ gần này các chị xem này. Em này là eo cho các chị từ 69 cho đến 70-72 này. 69 cho đến 70-72-73 nhá. Cái này đẹp lắm. 69 đến 70-72-73. Xinh cực kỳ luôn. Eo 73 mông 93 này. Ok Phạm Hiền. Yeah. 53 Tình Nguyễn là cái 53 màu xanh đấy. Cái 53 màu xanh đấy Tình Nguyễn vừa đấy. Em này em để mã số 11 màu xanh coban. Mã số 11 cái váy màu sữa này đẹp lắm. Mã số 11. Đây cái này là chất bò mềm này. Cái này là chất bò mềm. Eo từ 78 đến 81, cái này eo to. Eo 78 đến 81 chất bò mềm này. Cái này eo lớn lắm. Em này em để mã số 79. Mã số 79, 11 của Ánh Ngọc à. 11 của Ánh Ngọc, cái đấy đẹp lắm Ánh Ngọc. 11 của Ánh Ngọc. Em có cái này xinh này các chị này. Có cái này xinh cực kỳ luôn. Cái này chỉ là eo 68, 69 thôi nhá. Eo 68, 69 thôi mới nguyên luôn. Chị nào eo bé thì lấy cái này cho em mới 100% luôn nhá. Chia sẻ bài còn 40k thôi. Đây, xẻ hai bên này.
11 ánh ngọc trước rồi, 11 ánh ngọc trước rồi. Đây, cái này đẹp lắm. Xẻ hai bên. Em này em để mã số 96 này. Mã số 96 xẻ hai bên. Đẹp. Mỗi cái có duy nhất một chiếc thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Còn cái vàng bò này. Cái vàng bò công sở này đẹp. Đây nhá, vàng bò công sở. Eo 66 đến 68. Eo 66 đến 68 này mới tinh luôn nhá, mới đến 100% luôn. Eo 66 đến 68 mới 100% luôn. Chất đây nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bà cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 10 này. Mã số 10. Chia sẻ bà cho em còn 40k mã số 10. Các chị chia sẻ bài đến các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em. 96 của Huyền My. Huyền My kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhé. Kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài. Số 10 của Lành Đặng. Số 10 của Lành Đặng. Huyền My kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài. Em có một cái áo len đây. Lúc nãy chị nào vừa hỏi cổ sơ mi đây nhá. Em này thì là em chưa kịp là đâu. Dưới 55kg này. Chưa kịp là dưới 55kg nhá. Đây. Dưới 55kg thôi. Em này em để mã số 4. Mã số 4 này dưới 55kg. Khối cổ sơ mi đấy. Khối cổ sơ mi. Em có một cái yếm này các chị này. Yếm chất len Montagi rất là mới nguyên nhá. Mới nguyên. Cái yếm này là dưới 52kg. Dưới 52kg nhé. Đây, yếm len có một cái duy nhất thôi, chuẩn size S. Chị nào size S thì lấy cái này cho em nè. Size S thì lấy cái này. Em này em để mã số 93. Yếm len có duy nhất một chiếc thôi. Còn một cái, còn một chiếc thôi. Mã số 93, yếm len. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Các chị vào chia sẻ bài hộ em. Mấy giờ rồi con? 22 giờ 27 Bây giờ các chị thích làm váy hay là làm áo len để em làm tiếp nhỉ? Váy hay áo len để làm tiếp? À em có một cái váy Montagi này các chị này. Váy Montagi nhá. Cái này đẹp lắm. Chị nào size S thì lấy cái này. Đây các chị nhá. Dưới 50kg này mới tinh này. Dưới 50kg nhá. Cái này xinh lắm. Chị nào size S thì lấy cái này cho em này. Dưới 50kg nhá. Mới tinh em chưa kịp là thôi. Em này em để mã số 54. Mã số 54 dưới 50kg. Váy len Montagi. Nó lẫn một chiếc vào. Đẹp, cái đấy rất là đẹp. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mai gửi anh Thái. Ok Lành Đặng. Mai chị gửi hàng cho nhé. Em có một cái này nó không phải là rách đâu á chị nhé. Đây, kiểu nó như này chứ không phải là rách đâu. Cho các chị dưới 60kg này. Kiểu bụi bụi đấy. Dưới 60kg nhé. Từ 47-48 cho đến 60kg nhé. 47-48 cho đến 60kg. Em này em để mã số 26. Mã số 26. 47-48 cho đến 60kg. Mã số 26. Đến giờ rồi. Cho mẹ cái ghế nào. Cái ghế này được xong. Các chị ơi, các chị chấm bài tương tác hộ em đi để em tặng quà cho các chị. Hôm nay em xin phép em nghỉ sớm một hôm. Em tặng cho các chị ba cái áo len và ba cái chân váy nhé. Ba áo len và ba chân váy. Các chị chấm bài tương tác hộ em đi ạ. Chấm bài tương tác hộ em. Chấm bài tương tác hộ em đi ạ. Chấm bài tương tác hộ em các chị nhé. Chấm bài tương tác bài hộ em đi ạ. Mỗi người được một lần thôi. Mỗi chị được một lần thôi nhá. Được tặng một lần thôi nhá. Đây, cái này là cho các chị dưới 60kg. Dưới 60kg này. Dưới 60kg nhé. Đây, dưới 60kg. Cái này xẻ vạt dưới, cho các chị dưới 60kg. Em này em để mã số 31. Mã số 31 này. Dưới 60kg, mã số 31. Mã số 31. Con ghi chữ tặng nhá.
Đây, em này là dưới 55 kg. Dưới 55 kg này. Dưới 55 kg. Vậy à Phạm Hiền, dưới 55 kg này. Em này là dưới 55 kg nha các chị nhá. Em này em để mã số 64. Mã số 64 nhá. Dưới. Các chị chốt bấm mã hộ em. Bấm mã hộ em. Lê Nga trước rồi. Mã số 64, dưới 55 kg. Mã số 64. Huyền My sau rồi. Em này là cho các chị dưới 56-57 kg này. Dưới 56-57 kg nhá. Dưới 56-57 kg. Có 64 của Phạm Hiền. 64 Phạm Hiền. Em này em để mã số 45. Mã số 45 này. Mã số 45. Chia sẻ. Em tặng các chị 3 cái chân váy nữa nhé. 3 cái chân váy nữa. Tưởng bóng là con trai. Nhà chị là con gái chứ không phải con trai đâu. Con gái năm nay là 13 tuổi rồi. Đây, cái chân váy jean này. Chân váy jean mỗi chị được tặng một lần thôi nhá. Chân váy jean này cho các chị eo từ 74 đến 76. Eo 74 đến 76, 45 chưa con? 45 đây. Phạm Hiền rồi, bây giờ đến Huyền My. Huyền My 45. Em này là eo 74 đến 76 này, eo 74 đến 76 nhá. 34, mã số 34. Mã số 34 này. 34 chân váy. Mã số 34. Em có cái chân váy này tiếp này. 34 của Hân Trương. Chị để Huyền My mã số 34 nhá. 34 của Hân Trương. Cái này size bé xíu thôi, size bé xíu thôi này. 42 cho đến 45 kg. 42 đến 45 kg này. Chị nào bé xíu thì lấy cái này này. 42 đến 45 kg nhá. Em nghe giọng nhầm, xin lỗi bóng nha. Em này em để mã số 66. Mã số 66. Cái giọng của con là giống con trai. Mã số 66. Giọng như mình giọng đàn ông thế. Hôm nay đang ốm, hôm nay bóng đang ốm. Đây em cái có cái này size bé tiếp này. Tặng cái này nó lấy cái nào sáng sáng màu cho các chị. Đây. 66 của chị Tình Nguyễn, 66 Ngô Thủy Linh sau rồi. Đây, cái này là dáng xòe nhá, mới tinh. Eo từ 74 cho đến 76 này. Eo 74 đến 76, cái này xinh cực kỳ luôn. Eo 74 đến 76 này. Eo 74 đến 76. Em này em để mã số 22. Mã số 22, eo 74 đến 76, mã số 22. Mã số 22. Hết rồi. Thu Hà giờ mới vào. Các chị ơi, em xin phép các chị em nghỉ nhá. Hôm nay em xin phép nghỉ sớm một chút. Xong ngày mai em mà làm được hàng gì em báo cho các chị, xong mai em lại tặng quà tiếp các chị nhá. Em xin cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi và ủng hộ em nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người. 22 của Lành Đặng. Em xin chào tất cả các chị. Em cảm ơn các chị nhé. Em chào mọi người.